Xinh quá nên ông bên cạnh không có yêu. Biết mà. Số điện thoại của anh à? Con hello nha. À thì ra là ông không có ai nói chuyện với ông mà nói chuyện với tôi đúng không? À, thì ra em chỉ là người đến sau thôi. Đúng rồi nha, chị ở Hà Nội nha. Hello Toàn. Ok. Trời ơi, nắm em gái. Đâu hiệp ta. Ok. Ông dụ đi dẫn rồi. Thì nghe nhạc. Mình chưa có bạn trai, ok. Nhìn ạ. Một trong tim em xin mơ, mà chúng em có tới đâu. Trời là anh, chúng muốn nghĩ gì ơi là nói ra thì người chỉ là cố gắng, chẳng ai hiểu được chuyển sâu. anh Hello Pháp. em hơi thở vào lòng đến khi tan biệt tạm biệt hơi ấm của anh, ngày tháng vẫn trôi mà em chẳng thể tìm lối đi. Hãy quay về đây em một lần nữa nhé. Thank you.
đâu, không thể tê. Bạn Linh là bạn nào? Không biết. Hello Hoàng Cương. Thế rồi ngày này, hôm nay đã đến. Em biết là em mất anh vẫn rồi, nhưng em vẫn vui vì em đã cho thương anh. Mình, bạn Linh là ai không có hiểu mình đây à? Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Dù cho người đó không phải là em. Anh ơi em khóc, em khóc hận rồi. Không, mình không gặp được nhau bạn. Em sẽ